Mình là người đầu tiên trên thế giới sở hữu nút vàng YouTube có chứa hình dán. Hôm nay mình đã vô tình xem được video một người đã in được hình dán lên nút bạc. Ban đầu mình nghĩ đó là giả, nhưng sau khi lên mạng nghiên cứu thì mình đã biết rằng chỉ có một vài người in được hình lên nút bạc YouTube, nhưng chưa hề có ai in hình lên nút vàng. Kênh mình cũng vừa đạt 1 triệu người đăng ký nên mình sẽ thử nghiệm xem sao. YouTube gửi cho mình một cái Gmail để xác nhận địa chỉ và danh tính, và quan trọng hơn là để điền tên kênh YouTube để in lên nút vàng. Mình điền tên kênh là Thanh Hoàng và sẽ chọn emoji này, một lựa chọn hoàn hảo. Mình gửi thông tin thành công và hôm sau đã có thông báo rằng nút vàng đang được chế tác, nhưng không biết có in được hình mình chọn lên hay không. Tôi khá bồn chồn nhưng mình chỉ biết chờ đợi. 2 tuần sau thì hàng cuối cùng cũng đã đến. Bên ngoài nhìn khá là bình thường, bóc lớp vỏ ngoài ra thì có một cái hộp ở bên trong, có một vài tờ giấy chúc mừng của YouTube nhưng mình chẳng thèm đọc. Bây giờ mới đến phần quan trọng nhất, liệu YouTube có in hình lên nút vàng hay không, và câu trả lời là no. Hình đã được in lên thành công.